Chơi thì ai cũng chơi nhưng mà nó mức độ như nào thôi. Không ăn rau đâu. Nhà nó cũng có tiền. Mà nó buôn từ thời đấy nhiều tiền như vậy đơn giản thôi. Không luôn. Nhà cô chị gái bỏ chồng có ở cùng nhà nó vẫn ở nhà chồng á, tôi mới đất bỏ à. Nhà Hùng Ngọc có họ nhà Lâm Thạch gần rồi, nói bố nó với bố Hùng Ngọc là hai em ruột sao ấy. Nhìn thì mẹ mày ngực tấn công bông bồng thủ thế. Ngọt nước. Ê, đã tiền nó có xe mới ngay. Gấp thế. Em tính chắc là bài.